Thưa quý khán giả, mỗi năm cứ vào tháng 11, các cựu sinh viên sĩ quan khóa 18 trường võ bị quốc gia Việt Nam đều có buổi họp mặt để mừng ngày nhập khóa. Tùy theo địa phương, tùy theo sự thuận tiện hoàn cảnh và địa lý khu vực, các cựu sinh viên sĩ quan đã kêu gọi nhau để có buổi họp mặt thân tình, hàn huyên, tâm sự và ôn lại ngày ra trường của ngày 23 tháng 11 năm 1961, tức là đã 55 năm. Trong buổi họp mặt khóa nho nhỏ của các anh cựu sinh viên sĩ quan khóa 18 từ Dallas, Fort Worth, Houston cũng như các vùng phụ cận, đã trước tiên là buổi ăn trưa ở nhà hàng Kim Sơn và buổi họp mặt buổi tối ở nhà cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Hòa. Trong dịp họp mặt thì các anh đã đi thăm người bạn đang đau bệnh không tới tham dự được là anh Nguyễn Văn Ấn tại Tư Gia. Và trong buổi họp mặt này, các anh đã tâm sự và ôn lại những kỷ niệm của mình. Và các chị cũng ngỏ vài lời tâm tình. Quý anh chị, hôm nay nhân ngày họp khóa kể từ ngày mình bước chân vào trường giáo bị. Và ngày hôm nay mình cũng còn may mắn. Anh em mình cũng còn may mắn để còn sống đến ngày hôm nay. Để mà kỷ niệm cái ngày mình mặc áo nhà binh. Cho đến bây giờ thì nhân hôm nay thì anh em mình có đây cũng khá là đầy đủ. Chỉ trừ một số ít anh em vì lý do sức khỏe thì hy vọng những anh em đó năm kế tiếp sẽ cũng có mặt ở đây. Và trước hết chúng tôi cũng xin chúc tất cả chúng ta đều vui khỏe hôm nay và ngày mai cũng thế và mai mai cũng thế. Thôi cảm ơn. Yeah. Ở đây đó, mặc dù là không có mặt con cao nhưng mà tôi có một ở trong kia tôi có lập một cái chỗ để mà tưởng niệm cao gọi là người bạn của tôi đặc biệt mà cũng là bạn của chúng ta. Mặc dù không có cao hiện diện đây, chị cao đừng buồn, cái chuyện nào tới là phải tới thôi, đó là số mạng. Nhưng mà chúng ta còn có mặt hôm nay là quý. Anh cao lúc nào cũng ở đây với chúng tôi và mỗi một ngày khi tôi đi đâu về đó, tất cả những cái này đối với tôi cái linh thiêng, cao là một trong những người mà tôi có ở trong hiện diện ở trong gia đình của tôi coi như là một member. Những cái chai rượu mà cao còn lại đó thì ngày hôm nay mình san sẻ, mình có uống ở đây. Và những cái quyển sách của cao đó chị gửi lại cho tôi để giữ làm kỷ niệm đó vẫn còn, thì đó lúc nào cũng có với chúng ta hết. Nếu mà một ngày nào đó cao có ở đây với tụi tao thì mày tới vui. Ở đây cảm ơn tất cả các anh chị là ngày hôm nay phải gọi nói là tương đối đầy đủ nhất, ngoại trừ anh chị Quế ở xa không về được vì do bệnh, mà đây là sự đóng góp của tất cả các anh chị, không một người nào làm được hết dưới cái sự là điều khiển của anh Mường. Và trong đó đó ngày hôm nay cũng là ngày 18 mà đại họp, mà cái buổi họp mặt của mình cũng thách sát cũng khóa 18 có một sự trùng hợp. Hay quá. Tôi cũng thân dây từ Cali mới gia nhập vô thách sát. Dạ được 3 tháng rồi, hôm nay cũng là cái dịp đầu tiên để mà họp mặt với các anh các chị. Rất là sung sướng và vui lắm. Yeah. Mong rằng mỗi năm mình ở đây mình cái dịp xung họp lại như thế này thì thấy đầm ấm và hạnh phúc quá ha. Dạ. Yeah. Hôm nay rất là vui cho khóa 18 ở Texas, có các anh các chị ở Dallas, ở Houston, mà chỉ rất tiếc là thiếu ba người bạn cũng khóa 18 mà ở trên Dallas không xuống được và vì vấn đề sức khỏe với lại công việc sao đó, thành thử thiếu ba anh em ở trên Dallas. Và tất cả đây là ở Houston thì đầy đủ như thế này, năm nay là coi như là cái năm vui mà
rất là cảm động là coi như anh Hòa lại có một người bạn mới để gia nhập cái khóa 18 của mình. Và đây là giới thiệu luôn, khi mà mấy anh mấy chị ở tiểu bang khác không có biết thì hôm nay đó là có mặt như thế này là coi như biết luôn, là bây giờ gia nhập vô cái khóa 18 của mình. Đây, Thông My và anh Hòa. Và một người nữa mà chúng tôi thấy rất là trân trọng, đó là hai chị quả phụ, đó là chị Toán và cũng như là chị Cao. Thì ở đây chúng tôi dù mà vui nhưng mà cũng có một cái chút gặp mặt. Dạ, đây là hai chị mà chúng tôi rất là thương mến. Tháng 11 là tháng của khóa 18 nhập học, đúng ra là ngày 23 tháng 11 1961. Chúng tôi đều ở tứ phương của Việt Nam đều nhập học. Thì tôi cũng kể một câu chuyện là cũng như là một cái truyền thống của trường Võ Bị. Khi gặp nhau thì cũng vui vẻ lắm, vô mời một cái phòng cũng lớn lắm rồi cho mỗi người ăn cái bánh ngọt nó lớn như nè. Rồi chào hỏi mà sinh viên đàn anh đó mặc vest lịch sự lắm, ra tới nhà ra đón từng người chào hỏi, vô nhà ăn xong ra đứng kêu ra đứng cái thấy toán sinh viên đàn anh sẽ là cán bộ mình chạy một dọc đứng hô nghiêm nghỉ được coi vai đó. Thì một ông tôi nhớ là ông đó ở đây là anh Hiểu đứng lên một chào anh em rồi xong bây giờ tôi đọc tên từng mấy anh nào thuộc sinh viên nào, ta phải đứng từ anh xe đứng sau lưng đó, thì đọc từng người, xách ba lô, xách đồ của mình ra đứng sau lưng đó. Xong xuôi rồi đó, thì giờ tôi thấy ông chào, ông giao quyền cho mấy em kia. Mấy em kia ra miệng anh làm cho tôi nha. 1, 2, 3, dắt đồ lên. Dắt lên rồi theo tôi, chạy. Ba nhân vô, khóa 18 là cái toán Nha Trang, có 16 người. Nhập trường không phải là ngày 23 mà ngày 22 tôi với Hạnh á ở trong cái toán đó, đó là đặc biệt, cái điều đặc biệt của khóa 18 đó. Rồi không phải là ngày 23 các bạn nhập học sau tụi tôi một ngày, tôi đi quan trước một ngày thì vừa họ đón mình với một cái tinh thần nghĩa là hãnh diện lắm, họ mặc đồ quốc sách ra đó chào. Nhưng mà khi mà đón xong rồi đó bắt đầu quần, bắt đầu là mang, anh nào mà mang hành lý không biết mà mang theo nhiều á thì chết chết thôi. Còn có người nó biết là mang theo một cái sách nhỏ nhỏ thôi, tại vì tất cả những cái đồ anh đem theo đó mang lên người chạy theo thôi. Tôi hình như là nửa tháng sau tôi mới vô, cho nên muốn học để bằng quý vị tôi phải học thêm. Tối nào tôi cũng phải học, nào để là chiến cũng như các em khác. Khi mà vào trường thì tôi rất bước xuống ra sân lửa sắp cặp là thành viên của trường. Nhưng mà vừa vô chuẩn bị xong thì cái ông lên trường nó mới tới trước mặt tôi, ông nói là ê có mồi. Anh phải bộ có bồi ngoài công kia, tóc không được lăng quăng nữa. Đó, rồi nồi hai tuổi đó là anh chạy cho tôi 3 vòng, là tôi chạy 3 vòng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình về buổi họp mặt khóa 18. Đáng lẽ là ngày 23 tháng 11 nhưng mà các anh cứ lựa cái ngày nào mà có thể là học khóa được. Và ngày hôm nay là cái buổi khóa 18 họp mặt của tại Dallas, Fort Worth cũng như là Houston. Và phần tường trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.